cho cái cà tôm càng xanh này các bạn này. Đây là tôm càng xanh, đây là đầu bếp San San này. Đây là bé xoài này. Đây là anh Long Béo này, sao anh Long Béo? Rồi, anh Long Béo, anh Long Chéo này. Rồi, đây là chị Ngân này. Đây, chị Ngân thì tôi này. Rồi, các bạn này, đây, các bạn. Các bạn những món này tí các bạn ăn này. Rồi. Để nó chia chia được. Rồi. Cái này chúng tôi làm cái món nướng này. Cứ để nó cho bác. Dạ. Yeah. Long thăm dọn tô ra bàn đi, dọn tô dọn đũa đi con. Chén thôi con nha. Chén. Đân với Long đi vào dọn chén đi con. Cho bác đi. Nha. Rồi. Tí nữa là chúng ta ăn, chúng ta nướng hòm hòm là mới ăn được con ạ. À. Ăn một thể chứ mà nướng mà để các bạn ăn thì nó không có đá miệng các bạn. Nói nói nhìn này ngon chưa? Rồi. Đấy thấy chưa, con gái mẹ chuẩn luôn, non lắm các bạn này. Mời các bạn ra ăn miễn phí. Miễn phí không cần trả tiền đâu. Mình mời, đúng rồi. Ngon rồi, kiên trì. Hả? Không có ngon rồi, mình kiên trì. Xem bát đũa đủ chưa, mang nước tương nước mắm gì chưa, con bỏ tương ớt ra, đổ tương ớt tương cà ra con ạ. À. Ok đi con, tương ớt tương cà, mang chai xì dầu ra luôn con. Quá chu đáo luôn. Miễn phí không cần tiền các bạn.
thơm không anh Long? Đây miếng này anh Long kẹp cây của anh ấy rồi, còn sống nhân dân ra mà lớn rồi kẹp. Nó cũng chín rồi nhưng mà nó chưa ngon, hiểu không? Nó có thể ăn được rồi nhưng mà thèm quá nên Long ăn luôn. Thì rõ ràng bác còn thèm nhưng bác chưa ăn này, thơm như thế này. Đứng bên kia cho đông mùi. Anh Long sắp xếp rồi đẹp. Thôi vướng tay con. Anh Long sắp xếp cho nó đẹp. Đây rồi chú đi. Em bỏ tay ra. Nó chưa chín đâu, bố với mẹ đang nướng lại đấy. Không phải, mà con chỉ dạo vừa hai cái này chín chưa bác? Hai cái đấy từ từ để cho nó lắng con. Bác sắp cho đẹp mà tận cho tay bà sẽ đẹp. Khôn lắm tôi biết này. Em là anh Sành ăn đấy. Vợ anh mà. Em là họ nhà Sành đấy. Được rồi đây bố. Được. Được rồi. Từ từ. Đó thì được. Các con có bị nhảy mũi không? Anh nhìn kìa. Em chịu rồi. Thầy em sống vậy cũng gọi các bạn là xếp cụt rồi. Nhìn bạn Long bạn đi. Đây này. Cứ để sắp đó, để cho đẹp để còn chụp hình. Các bạn ấy biết nhà mình giờ làm video cho nên các bạn ấy sắp để đẹp để còn chụp hình. Từ từ con, từ từ đây bác. Chưa xong em, mấy đứa điện cơm à? Nhanh đứa điện cơm nhanh, mình còn chưa được ăn này. Đây chưa được ăn. Chín rồi nhưng mà chưa ăn, để cả nhà cùng ăn. Ok chưa? Ông kia người Nhật hay sao? Đây Đài Loan đấy. Sao nó cà tím nó lâu chín thế nhỉ?
nong bạn xoài, bạn nhân bạn thèm. Ba bạn xếp hàng thèm. Họ nhà ông thèm. Mẹ kéo đổ mẹ cửa nha mày. Đổ cửa đấy con ạ. À. Không giỡn mặt đâu. Họ là thèm. Khỏi ăn luôn đấy. Họ nhà thèm. Tôm nướng cái đầu nó đi, đuôi cháy rồi bây giờ phải cho đầu nướng này này. Cái gì em? Sao? Không phải. Em điện đi. Xem ai người ta chạy ra người ta nhận đồ. Tôm càng xanh. Nướng muối ớt. Sa tế. Nướng sa tế à? Sa tế. Bỏ vào. Cho nó hết đi. Nong ạ, à. Bác nói rồi, nong hôm nay chắc không nói bụng đúng không? Con đói. Hấp dẫn quá bà ơi. Nong nay nhường bác bữa đi. Không, con lơ, con đói. Mày nói mày thương bác xem rồi nhường cho bác xem bữa đi. Để bác xem nhường cho bác. Nhá, thương bác hay thương bác xem nhường bữa nay. Nhá. Được không? Còn một can nữa đây này. Các bạn đói bụng chưa? Đó, ăn như này mới ngon, đói ăn mới ngon. Tôi đói lắm rồi. Bạn đói lắm rồi, bạn đói run rung người rồi. Con cứ cười.
đi dịch ra em đổ vào, đi dịch ra ngoài chết đổ vào tôi khỏi ăn này. Trời này, ơi đổ ăn nên lại bị mắng không được, được muốn đi là đi vòng cái này không. Qua đây lỡ đạp cái là khỏi ăn đấy, khỏi ăn luôn, khỏi ăn đấy. Mình tí nữa xong rồi cái càng thì mình ăn sau đúng không, mình cứ nướng xong cái tôm mình ăn xong càng ăn sau. Quá ngon, gần tiếng rồi đấy. Đúng rồi, nướng này nó mới ngon này, chứ anh là nướng cái kia có mà giờ ăn xong nó mà chẳng ngon thế nào. Nướng này than này mới ngon này, ăn lâu mới ngon. Gần tiếng mà vẫn còn ngon, vẫn còn ngon mà sớm mà. Trời ơi 7 giờ ăn được. Vì sao hai cái nếp là gần 40 phút rồi, nên trước nữa phải cần tiếng gì đấy. Quay hai nếp đi, quay anh quay nửa tiếng một thôi chứ. 20 phút rồi. 20 phút rồi. Đói phải chờ cô ạ. Chờ đợi này 1 phút các bạn ạ. Mẹ xem bê cái ấy này, tôi cho mẹ xem lại. Nó nóng không? Bàn rồi đấy. Đổ tí dầu vào đi, đổ tí dầu vào. Không cần. Wow, cái này có bánh đa nữa thì tuyệt vời. Bánh đa là bánh gì vậy ta? Ôi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta trải qua. Bánh đa là bánh gì vậy ta? Bánh tráng nè. Bánh tráng thầy ơi. Có phần nghe gọi là bánh 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 gì nhỉ? Đây gọi là bánh gì vậy? Bánh gì vậy? Bánh tráng. Bánh tráng nướng ấy, nhưng mà bánh tráng nướng có mè ấy. Dày ấy. Cho chín đi. Qua cầu hồng sương chối mau. Nó chín được rồi anh ơi. Đứng đợi anh bạn thoại nhìn chán lắm. Em muốn ăn lắm rồi. Em biết rồi. Ăn cũng phải chờ. Không có đi đâu mà gọi được. Tôi mới nập. Đói ăn mới biết ngon con ạ. Yeah,
các bạn đói chưa? Hôm nay các bạn là bạn nào nhường xương bom nhường cho bác ăn nào? Bạn Long đúng không? Bạn Long. Bạn Long nay gương mẫu đúng không? Bạn nào nhường cho bác ăn nào? Bạn xoài à? À đúng rồi, bạn đang đi bạn đang bắt thương nhất mà. Nướng nó mới thơm mới ngon này. Hả? Nướng này lại nó mới thơm mới ngon mới chín kỹ này. Nhiệt này nhiệt nóng lắm. Thích ăn con gì nhất? Con thích ăn thịt nhất. Thịt nhất à? Hôm nay cho Long ăn cục xương. Cái sao? Long ăn cục thịt thì phải có xương, cho ăn cục xương. Thịt bác ăn rồi còn xương. Hello, có ăn xương đi. Không, bác coi như bác vất vả này. Vất vả. Ăn từ sớm nhờ. Cho bác ăn xương thì chết. Không phải chị. Bạn nào đi ngủ đi, ngoan đi ngủ đi cũng được hôm nay. Bạn nào đi ngủ trước tôi cảm ơn. Anh Long đi ngủ trước à? Sao vậy? Nói chung đấy. Riêng hôm nay anh Long dỗi này, tôi cảm ơn rất nhiều. Bây giờ hôm nay ai dỗi không ăn là cảm ơn à? Hôm nay bạn nào nói là dỗi không ăn thì tôi cảm ơn. Năm dỗi đúng không? Không. Ăn đâu. Nào nói hôm nay là chê không ăn thì tôi cảm ơn. Bạn nào nói không ngon đi. Có bạn nào nói không ngon không? Không, chắc không đâu. Mà chẳng ngon đâu nhỉ, chắc không ngon đâu. Nướng mãi không xong chắc chẳng ngon. Ngon không phải? Đó. Ngon đó. Mì cơm con chắc mình ngon rồi. 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 Nước mắm, nước tương đủ chưa? Con lấy nào, chị ăn thôi. Cho bố Hoàng ăn bia. Lấy bia ra, lấy đá ra. Là xong rồi đấy. Ăn đấy. Mẹ ăn mẹ. Rồi rồi. Đói bụng cũng chưa được ăn. Giá trị của sự đói bụng.
kéo với gia đình YouTube tôi đã nướng xong. Rất là ngon luôn các bạn ạ. Rất là ngon. Xịt tương ớt thấy gớm không? Yeah. Đây, thành viên đầu bếp Sen Sen, MC Xoài Xoài, MC Ngân Ngân, còn anh béo Minh Minh, anh béo là Nong Nong. Rồi, chào các bạn nha.